Top 10 bí mật của Tony Cruz, thanh niên tôn thờ màu trắng khó gần và không thích chụp ảnh. Mới đây, một bộ phim tài liệu về Tony Cruz vừa được công chiếu. Bộ phim tiết lộ khá nhiều chi tiết về cuộc sống của anh trong và ngoài sân cỏ khi khoác áo Real Madrid. Từ việc anh tự đánh giày của mình như thế nào cho tới tình yêu của vợ anh và những câu chuyện xoay quanh phòng thay đồ của Real Madrid. Tất cả đã được tờ Massa chọn ra những chi tiết thú vị nhất để gửi đến người yêu mến anh. 1. Tự đánh giày. Tôi biết rất nhiều người nghĩ tôi điên, nhưng với tôi, việc nhìn xuống và ngắm nhìn những đôi giày trắng thực sự rất quan trọng. Tôi không biết tôi có vấn đề gì về tâm lý không, nhưng tôi chắc chắn tôi phải đi đôi giày màu trắng tinh. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy không thoải mái một chút nào, Cruz cho biết. Cậu ấy luôn có 2 đến 3 đôi giày trắng giống hệt nhau, và chúng tôi nghĩ là cậu ấy không tin tưởng cả nhân viên chuẩn bị trang phục thi đấu khi giặt chúng. Chính vì vậy, cậu ấy luôn tự đánh giày của mình để sao cho chúng hoàn hảo nhất, Gareth Bale nói về thói quen của Cruz. 2. Cruz và vợ. Tony là một người tình cảm, chỉ trừ có đôi khi anh ấy tạo ra bức tường ngăn cách của anh ấy với những người xung quanh, chỉ để không thể hiện bản thân quá nhiều ra bên ngoài, vợ anh Jessie chia sẻ. Khi tôi giới thiệu anh ấy với bạn tôi có nói anh ấy cần phải thân thiện hơn bởi thái độ của anh ấy có chút lạ lùng. Có thể là do anh ấy không thực sự thích thú, hoặc cũng có thể anh ấy không thích nói chuyện, tán gẫu như những người khác. Nhưng trong thực tế, anh ấy cần có thêm thời gian để cởi mở hơn. Chúng tôi đã ở Madrid được 5 năm rồi và tôi chưa bao giờ được vào trong nội thành. Chúng tôi thích ở nhà và sống như những cặp đôi cao tuổi vậy. Thật sự thì khó lòng mà đi đâu đó với Tony, nhưng từ năm 2014 thì mọi chuyện đã khá hơn. Tony lần đầu gặp Jessie ở Fuerteventura. Khi đó Tony 18 còn tôi 20. Tôi không thể nói đó là tình yêu, ngay lần gặp đầu tiên được, Jessie kể. Anh ấy là một người tuyệt vời, chúng tôi gặp lại nhau ở Đức sau đó và từ đó chúng tôi biết rằng chúng tôi là của nhau. Khi Jessie xuất hiện trong cuộc đời tôi, mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn bởi tôi đang có một điều gì đó còn đặc biệt hơn bóng đá, Cruz chia sẻ. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi, nhưng tôi chưa bao giờ phải ngủ ở sofa, chúng tôi làm lành khá nhanh. 3. Lời khuyên của ông nội. Ông nội của Cruz chưa bao giờ bỏ một trận đấu nào của Real Madrid và ông vẫn thường đưa ra lời khuyên cho cháu trai của mình. Đừng chạy quá nhiều vào hiệp 1 cháu nhé, hãy giữ năng lượng cho hiệp 2 nữa. Tôi hy vọng sẽ làm điều mà ông khuyên bảo, Cruz kể. Đôi khi tôi thấy thủ môn đang nằm mà các cầu thủ không chịu sút cao lên. Tôi đã bảo nó cố gắng đá bóng cao hơn một chút, ông của Tony nói. Nó thừa hưởng tài năng từ cha nó, không phải tôi. Nó biết khả năng của mình là gì. Tôi thì chẳng thích những hình xăm trên tay nó đâu. Nó cũng biết điều đó. 4. Bí mật của huấn luyện viên thể lực. Huấn luyện viên thể lực của Real Madrid, James Benito, có nói với Cruz: cậu không bao giờ lo lắng thì phải. Tôi đã thấy cậu nói chuyện với Jesse qua điện thoại trước khi ra sân, đút điện thoại vào túi và ra ngoài. Sau đó vào giờ nghỉ, cậu lấy điện thoại ra và trả lời tin nhắn kiểu như: anh sẽ đi mua cà chua trên đường về nhà, sau đó trở lại sân. Không phải ai cũng bình tĩnh như cậu đâu. Mối quan hệ với Bayern Munich. Bộ phim tài liệu cũng tiết lộ rằng Tony và Bayer chưa từng có mối quan hệ tốt đẹp. Jesse nói: ngay từ đầu tôi không nghĩ là Tony có thể ổn định được ở đây. Khi Tony ở Bayer Leverkusen, cậu ấy không muốn quay lại Bayer, đại diện của anh nói. Khi thảo luận về một bản hợp đồng mới ở Bayer, Uli Hoeneß kể rằng buổi nói chuyện đã kết thúc mà không có tiếng nói chung. Chúng tôi đề nghị một mức lương cao nhất cho anh ấy và nói: cậu có thể chấp nhận hoặc rời khỏi đây. Và rồi cậu ấy trả lời: tôi sẽ rời đi. Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tuy vậy tôi thích những người như cậu ấy, những người sống có nguyên tắc riêng. 6. Jesse hài lòng với bản hợp đồng mới. Vợ tôi rất vui và đó là tin tốt với câu lạc bộ phải không? Cruz nói với Hugo Angel Sanchez khi ký vào bản hợp đồng mới với Real Madrid hồi tháng 6. Và phản hồi của Sanchez: điều đó là quá tốt rồi. Nếu cả hai người đều không thấy hạnh phúc, mọi chuyện sẽ không được suôn sẻ. 7. Biệt danh người băng. Cruz được đặt cho cái tên là người băng ở Real Madrid. Sergio Ramos tiết lộ: Tony làm chúng tôi bất ngờ bởi cậu ấy thích nghi với đội bóng rất nhanh. 8. Cruz và ba mẹ. Cha anh, Roland, là huấn luyện viên của Hansa Rostock, một đội bóng thuộc hạng thấp ở nước Đức trong nhiều năm. Với Cruz, ông vừa là cha vừa là một người thầy. Nếu anh tập luyện với cha anh, ông ấy sẽ coi anh như những cầu thủ khác, thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Tôi không cự cãi gì bởi với tôi như thế là bình thường. Nhưng nếu giờ nhìn lại, tôi lại thấy điều đó ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa cha và con. 9. Cruz và Robbie Williams. Cruz rất thân thiết với ca sĩ nổi tiếng người Anh Robbie Williams, người đã từng đưa ra một đề nghị đặc biệt. Cậu đã giành rất nhiều danh hiệu ở Madrid. Giờ tôi có thể đề nghị cậu ký hợp đồng với MU được không? Ở Anh chúng tôi đang sở hữu giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh là Premier League đấy, Robbie nói trong bộ phim.
10. Vô địch thế giới nhưng không thích chụp hình lưu lại kỷ niệm. Khi Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn chụp hình chung cùng với đội tuyển quốc gia Đức sau chiến thắng ở World Cup năm 2014, bà nhận ra rằng Kroos không có ở đó. Thực ra thì tôi cũng hạnh phúc như bất cứ ai trong tấm ảnh đó, nhưng tôi không phải kiểu người thích thể hiện ra ngoài. Tôi không bỏ lỡ bức ảnh đó trong bộ sưu tập những bức lưu niệm của mình. Chỉ là tôi không cần thiết phải ở trung tâm trong màn ăn mừng đó thôi. Kroos phân trần.